Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin ban đầu về vụ việc bạo hành trẻ xảy ra tại Mái Ấm Hoa Hồng quận 12 gây xôn xao dư luận. Sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc xảy ra tại Mái Ấm trên, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 12 Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị ban ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra xử lý, tham mưu đề xuất đảm bảo an toàn cho các trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây. Qua dữ liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 xác định 5 bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 bảo mẫu có mặt tại cơ sở là bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh năm 1978, quê Đồng Nai, và TMN, sinh năm 1953, quê Cà Mau. Còn 3 trường hợp không có mặt gồm NTQ, sinh năm 1983, quê Tiền Giang, DTKL, sinh năm 1978, ngụ quận Bình Thạnh, và DNT, sinh năm 1977, quê Sóc Trăng. Qua làm việc, bà Cẩm thừa nhận trong quá trình chăm sóc các trẻ tại Mái Ấm Hoa Hồng đã nhiều lần dùng tay tác động vật lý vào cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ không quấy phá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân quận 12 tiến hành thực nghiệm hiện trường, căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác quy định tại Điều 140 Bộ Luật Hình sự nên đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm để phục vụ điều tra. Đồng thời, các tổ công tác của Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng phối hợp với Công an các tỉnh đưa 3 đối tượng còn lại về trụ sở để làm việc. Hiện Công an quận 12 đang khẩn trương củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng. Mới đây, ông DVD 70 tuổi, ngụ phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trình báo Công an phường 14, quận Gò Vấp về việc liên tục bị những người xưng là công ty mua bán nợ tới nhà gây áp lực, ép buộc trả tiền. Cụ thể, liên tục trong các ngày 20 và 22 tháng 8, nhiều người đàn ông xăm trổ đi xe ô tô có chữ mua bán nợ đất cảng, xưng là đòi nợ tìm tới nhà. Ông D cho biết những người này yêu cầu vợ chồng ông phải trả tổng cộng 4 tỷ đồng từ số tiền vay 200 triệu đồng của ông H. Ông D cho rằng như vậy là cho vay lãi nặng, pháp luật không cho phép và gia đình ông không thể chi trả được. Hình ảnh camera an ninh nhà ông D cũng cho thấy nhiều người đàn ông xăm trổ, đi ô tô, kéo băng rôn chặn trước nhà với nội dung tố gia đình ông D lừa đảo chiếm đoạt tiền. Ông D chia sẻ, họ la hét, to tiếng với vợ chồng tôi lừa đảo, cho con đi học đại học luật để ra trường lừa đảo tiếp. Những người này rất dữ tợn, chặn cửa khiến 2 con tôi rất lo sợ, không dám đi học, đi thi khiến tâm lý các cháu ảnh hưởng. Theo ông D, nguyên nhân là hơn 2 năm trước, vợ ông có vay của người đàn ông tên H ở Bình Dương số tiền 200 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau đó, 2 vợ chồng ông D đã nhiều lần thanh toán số tiền khoảng 700 triệu đồng cho ông H. Tuy nhiên, lãi một ngày mỗi cao, vợ chồng ông D không đủ khả năng thanh toán và mong muốn được trả tiền gốc, nhưng phía cho vay không đồng ý yêu cầu, phải trả từ 2,8 đến 4 tỷ mới xong nợ. Mới đây, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tửa, 44 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hiện đang tạm trú phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm 2022 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023, Nguyễn Văn Tửa đã bán gần 20.000 m2 đất tại ấp Đá Trồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc cho ông PMT, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và nhiều người khác thông qua hình thức lập vi bằng để rồi sau đó chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Qua xác minh thực tế, diện tích đất Tửa bán là đất do Ủy ban Nhân dân xã Bãi Thơm quản lý và đất của một số hộ dân khác. Để tạo lòng tin với người mua trước khi bán đất, Tửa cam kết là đất của mình không bị tranh chấp, không bị kê biên, thu hồi. Thế nhưng, sau khi nhận đất do Tửa chuyển nhượng, ông PMT đến nhận đất và cất nhà thì bị người khác vào ngăn cản. Sau khi tìm hiểu, ông T mới biết mảnh đất ông mua hiện do nhà nước quản lý, không thuộc quyền sở hữu của Tửa. Biết bị Tửa lừa đảo, ông T đã làm đơn tố cáo Tửa gửi đến công an. Khám xét nơi ở của Tửa tại khu phố 4, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nhớ, sinh năm 1986, ngụ thành phố Long Xuyên, An Giang. Đối tượng bị truy nã về hành vi bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6 năm 2022, Nhớ đã cấu kết với Trần Quốc Huẩn, sinh năm 1981, ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả. Huẩn bị Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật, Quá trình điều tra, công an xác định Nhớ bán các loại thuốc bảo vệ thực vật giả đã đóng chai thùng và tem giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường cho Huẩn bằng cách ký gửi qua xe khách. Sau khi nhận được hàng, Huẩn đem về nhà riêng, dán tem giả rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính. Ngày 23 tháng 12 năm 2023, khi đang sản xuất hàng giả, Huẩn bị công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện, bắt quả tang và thu giữ 2.458 chai thuốc bảo vệ thực vật giả, trị giá hơn 510 triệu đồng. Mở rộng vụ án, ngày 3 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhớ về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện Nhớ bỏ trốn khỏi địa phương nên đã ra quyết định truy nã. Sau thời gian lẩn trốn, cuối tháng 8 năm 2024, Nguyễn Văn Nhớ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và di lý về Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, tác động của bão số 3 ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9, Hà Nội mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì, dao động từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Lượng mưa tại các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh khoảng 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có thể gây sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa lớn cũng có khả năng làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường, gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước hoặc làm cây bị đổ, gây thiệt hại cho mùa màng. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, từ sáng sớm mùng 7 tháng 9, các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ trưa mùng 7 tháng 9, thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão tại Hà Nội là cấp 3, rủi ro lớn. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, những ngày qua, các địa phương đã chủ động tích cực triển khai các hoạt động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tại Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có công điện khẩn chỉ đạo khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3. Theo công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động, bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn để đảm bảo an toàn. Tại Quảng Ninh, toàn bộ 398 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, 98 tàu chở khách tuyến đảo, 5.556 tàu cá trên địa bàn tỉnh đã nhận được thông tin bão về bão số 3. Đối với 257 tàu cá xa bờ, các lực lượng chức năng đã thực hiện liên lạc thông báo về hướng di chuyển của cơn bão và dự kiến đến ngày 6 tháng 9, các tàu này sẽ về đến nơi neo đậu. Ngoài ra, 2.889 cơ sở nuôi cá trên các vùng biển đang được chủ cơ sở gia cố, hoàn thành trước 6 tháng 9 và di chuyển người lên bờ an toàn. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 và nguy cơ mưa lớn sẽ xảy ra trên diện rộng, Hà Tĩnh đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị chức năng, địa phương có phương án phòng chống bão số 3, đặc biệt là bảo vệ hồ đập sung yếu khi có mưa, lũ xảy ra. Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 huyện, thành phố, thị xã theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của bão để kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Đặc biệt, đối với các công trình phòng chống thiên tai như cảng cá, kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển và các hồ đập đang thi công dở dang, công trình hồ đập xuống cấp, chủ đầu tư, chính quyền địa phương cần bố trí người theo dõi chặt chẽ để có phương án ứng phó khi bão kèm mưa lớn gây ảnh hưởng. Trong khi đó, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có hơn 20 km đường bờ biển chạy qua 8 xã ven biển, bãi ngang, trong đó có gần 20 làng biển, hơn 550 tàu thuyền, hơn 300 bè, mảng của ngư dân và hàng trăm hecta diện tích nuôi thủy sản. Người dân khu vực ven biển đã gia cố lại hệ thống mái che, bờ ao, hồ, đầm nuôi thủy sản, đắp cao hệ thống bờ bao, đồng thời chuẩn bị máy bơm xả nước, tiêu úng, thoát ngập cho ao, đầm khi có mưa lớn xảy ra, tạm dừng kinh doanh ở các nhà hàng, quán gió ven biển để di rời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn, chủ động lai dắt, kéo bè mảng lên khỏi bờ, sát vào chân đê để tránh sóng lớn, kết hợp gió mạnh, thủy triều. Chính quyền các xã ven biển đã kích hoạt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xác định nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và người dân trước, trong và sau khi bão đổ bộ là quan trọng, cấp bách.